Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin laser giới thiệu cho anh em mọi người review con máy khắc laser fiber kim loại và một số loại da gỗ, số loại da với nhựa mica. Thì con laser này laser fiber kim loại, nền fiber và thế mạnh của nó là kim loại thôi. Thì ở đây xin giới thiệu mọi người, đây là cái đầu gắn màn hình máy tính, kéo ra kéo vào khi vận chuyển, khi dùng nó kéo ra lắp màn hình vào đây đó, khi mà ta không dùng nó đẩy màn hình vào đây, cái nút điều khiển áp tổng vào đây và cái nút cho main cho đầu và cho nguồn fiber phần laser ở đây, nút ấn thôi. Để tiếp theo là cái bộ nâng hạ đầu, cái bộ nâng hạ này có chiều cao là 50 cm, nghĩa là hành trình từ cái vị trí thấp nhất lên là 50 cm, nghĩa là nửa mét đầu khắc. Đây là đầu fiber. Đầu fiber này của mình là lỗ 10. Fiber đa số là lỗ 10 hết. Lỗ 10 tại sao? Lỗ 10 tại cái lỗ bắn, lỗ nhận tia laser của cái đầu này là 10 ni, nên là gọi lỗ 10. Đó. Còn đây là khu vực này là trong này là ống đầu fiber nó phóng ở đây, phóng thẳng vào đây và đầu quét, đầu lắc hay gọi là cái này là gọi là lan vô. Trong nó chứa hai cái gương nó lắc qua lắc lại. Tia laser nó bắn vào nó lắc qua nó lại như này. Đấy, hướng dưới. Đó là cái nhiệm vụ cuối đầu này, nó chỉ có nhiệm vụ vào thôi. Và điều hướng tia, trong này tia thì bắn thẳng ra, trong này cái gương điều hướng. Và trong này có một cái đèn định vị mà định vị nữa. Đó, giống như là nó gom hết trong vị trí này. Đó, đây là phần đầu chính. Thì phần đầu này thì nghĩ laser nguồn thì nó lên từ tủ điện, đây tủ điện đây. Điện thì nó không có gì là siêu sao cả, bây giờ Trung Quốc có thiết kế rất nhỏ gọn, có từng module hết rồi. Trên ở đây là có ba cái module chính. Đây, xem cái mục tủ điện đây, ba cái module chính mình đứng ngó cho chị. Thì cái module thiết là nguồn laser. Nguồn laser nhiệm vụ phóng tia laser. Và thôi. Và cái thứ hai là main điều khiển. Main điều khiển thì có nhiệm vụ làm gì? Điều khiển các chế độ và điều khiển công suất của trên phần mềm để đưa xuống điều khiển cái nguồn fiber. Và thứ hai là điều khiển cái đầu lắc là lan vô. Đây cái ngõ là ngõ lan vô, ngõ này ngõ cho tia laser. Rồi. Và nhận tín hiệu từ máy tính từ phần mềm máy xuống qua cổng USB. Đó là nhiệm vụ của main, còn nguồn tự nhiên là cái nguồn nhỏ cấp lên cho thằng main điều khiển. Còn là nguồn là 24V. Cấp cấp mà cho nguồn fiber. Còn nguồn đối xứng sẽ cấp cho đầu lắp, nghĩa là ba cái này. Còn là ba cái module nó sẵn rồi, độc lập với nhau. Nó sẽ điều khiển qua thằng main chính này. Rồi còn cái khu vực này sẽ để cái máy tính ở đây. Thì tùy nhu cầu khách hàng mình sẽ để máy tính máy bàn hoặc để máy tính gì đó trên đây để được hết. Và cái nhân vật tiếp theo nghĩa là cái nguồn fiber. Nguồn này của hãng Rycote đây. Nguồn này bên mình sẽ cung cấp nguồn fiber 20W và loại 20-30W cho nhu cầu khách hàng. Thì anh em đi xem máy ấy, mua máy anh em sẽ không được nhận được cái tờ giấy phiếu này của nguồn của hãng Rycote nó sản xuất. Thì tất các nhà sản xuất máy laser của Trung Quốc không nhà máy laser nào sản xuất được 100% các thiết bị laser, cho từ vỏ đến không có thiết bị khác. Ở đây là có các nhà máy nó chuyên, ví dụ nhà máy chuyên cái đầu sẽ sản xuất cái đầu, nhà máy chuyên vỏ bằng nhôm sẽ sản xuất những cái chi tiết bằng nhôm, còn nhà máy chuyên những cái vỏ bằng sắt thì sẽ chuyên sản xuất bằng các cái thiết bằng sắt đó. Còn nhà máy nào mà chuyên sản xuất những cái gá như này thì sẽ chuyên sản xuất cái gá này, và cái nhà máy nào chuyên sản xuất các nút điện thì sẽ chuyên sản xuất nút điện, chứ không cái nhà máy nào nó sản xuất từ A tới Z bằng này thứ và sẽ gom lại mà nó ráp là một thằng nó ráp lại thôi. Gọi là ví dụ một thằng công ty A nó gom tất cả các linh kiện này nó ráp đặt tên là máy laser A, còn các thiết bị của các hãng khác nữa thì tổng các thành con máy này là máy laser của hãng A nó lắp ráp. Nó chính xác là vậy. Chứ nếu nó sản xuất thì là sai. Không biết đúng sai như là nó sản xuất thì nó sản xuất từ A đến Z, nhưng mà cái này là nó gồm tất cả những cái linh kiện của những thằng này bạn, nó lắp ráp thành con máy này của công ty A, đây là con máy laser này của công ty A sản xuất. Đấy. Thì bây giờ mình thích nó thích mua cái loại của hãng nào, đơn vị cung cấp nào thì nó sẽ lắp vào thế thôi. Đấy, các phụ kiện
thằng này sản xuất khác, chứ thằng này nhà máy sản xuất nó không sản xuất được cái này, không phải không sản xuất mà nó có thằng nó chuyên sản xuất thôi, công nhận cái nguồn vậy. Nguồn fiber này có một hãng chuyên sản xuất cái nguồn này, ví dụ những cái gì liên quan đến nguồn laser fiber là nó làm ra hết, còn nó không ngồi nó ráp thành cái máy như này, nó không ráp thành cái máy như này nó bán, mà do một thằng khác ráp. Thì đây như vậy, thì đây là một cái máy. Đây cái nguồn dây cớt có đặc điểm gì, sơ qua cái nguồn dây cớt này có đặc điểm rất là đơn giản, rất là tên tem của nó đây, tôi đọc vào cái tem này, tem này có điện áp là 24V, mát là 7A. Rồi khi mà chúng ta mua ấy, ở Việt Nam ấy rất ít, gần như là không có đơn vị nào cung cấp cho bạn cái tờ giấy này của hãng dây cớt, mình có thể đảm bảo luôn từ trước đến giờ. Còn các một số nơi khác thì người ta cho mình xem thôi. Đây là một cái tờ giấy kiểm tra chất lượng của hãng Rycote khi mà xuất xưởng cái nguồn. Nó có hai thông số test, nó có nhiều thông số kiểm tra nguồn và cái series, và cái một cái thông số quan trọng nữa là cái ngày khai sinh cho nó, ngày khai sinh cho nó, ngày nó ra đời. Rồi ngày nó ra đời gần mình nhất, có nghĩa là cái nguồn mới nhất, có nghĩa là mình là người dùng đầu tiên. Ok chưa? Còn những cái ngày mà nó, nếu những ngày nó sâu hơn thì các bạn không được xem cái này đâu, tại vì nó không thể hiện trên cái nguồn, nó không thể hiện trên cái nguồn này. Một số các nguồn hãng lớn thì nó thể hiện luôn ở đây, là ngày mình ở đây mình không để ý là nó có thể hiện trên cái này không, nhưng một số các hãng thì nó thể hiện ở trên cái nguồn luôn. Những hãng này GBG, hãng GBT thì nó có in cái date ngày ở trên nguồn luôn, nhưng cái thằng này thì này mình không thấy. Rồi, không thấy thì cái nguồn nó càng mới thì cái ngày sản xuất nó càng mới, cái ngày sản xuất nó càng gần mình thì nguồn nó càng mới, còn xa thì nó đương nhiên nó lâu rồi, nó có sử dụng rồi hoặc nó qua một cái gì đó rồi. Rồi và cái model, chú ý model cái này, hiện tại thị trường ấy, nguồn dây cớt này nó rất nhiều các model khác nhau, mỗi model của nó thì nó khác nhau, thì nó khác đặc điểm, một số đặc điểm. Và cái bên này số series của nó này. Đấy, số series ta quan tâm đến cái dãy cuối này. Đây số series. Thế còn cái model thì ta quan tâm đến cái dãy này. Thì model của nó thì nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái chỗ hai cái chữ cái này. Cái chữ 20 này thì công suất 20W. Còn cái chữ cái này QE. Đây, chữ cái này QE. Thì hiện tại bên mình chỉ cung cấp cái nguồn có model là QE cho máy fiber này. Còn loại model khác thì bên mình sẽ không, những model khác thì bên mình sẽ không cung cấp, và phổ thông cho cung cấp loại model này. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều các model, mà model rẻ nhất của thường của dây cớt là model QS, là model cái nguồn rẻ nhất. Rẻ nhất thì đương nhiên là một số tính năng của nó, nói chung là nguồn nó sẽ là nguồn QE, nói chung là cái đời cái model cao hơn là model QE, model thấp hơn là model QS. Đấy, mọi người chú ý, thấp hơn cao hơn thì đương nhiên giá thành nó cũng nhỉnh hơn một chút. Đấy, còn nguồn thì cũng là do thằng đẻ ra thôi. Thì khi anh em nào anh em xem, các anh em muốn tham khảo, anh em tra cái model, đọc các thông số và các tính năng của nó trên datasheet hoặc của hãng Rycote này, anh em đọc cái model của nó, anh em nghiên cứu, anh em là có hiểu kỹ thuật đấy, anh em nghiên cứu. Mình ở đây mình có mô tả luôn, là rất nhiều khách hàng ở đây có cả nhà cung cấp nữa, cho nên mình không đi sâu vào cái model của con máy này, của cái nguồn này. Đấy thì anh em tham khảo như vậy. Rồi thì cơ bản là không có gì nhiều, con máy tổng thể thôi, đi sâu vào cái nguồn fiber nhiều quá. Đấy thì khi một cái nguồn này nó ra đời thì ta quan tâm đến cái thằng nguồn, cái máy nó rèn, ta quan tâm phần nguồn là chính xác nhất, nhiều nhất, tại vì nó sẽ cho mình cái chất lượng làm việc ổn định ở cái nguồn. Rồi xin cảm ơn mọi người. Anh em muốn review linh kiện laser nào thì hãy comment dưới video nhé. Mình sẽ review tất cả các loại linh kiện và các chức năng và các ứng dụng trong thực tế cho anh em sử dụng và các phương án đầu tư. Rồi, một cái máy phù hợp trong để mà sản xuất. Xin cảm ơn mọi người. Thư laser review mọi máy laser. Xin cảm ơn.